Vườn Trang Yến xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2023. Em hôm nay là đóng hàng gửi khách này. Hôm nay rảnh một chút đóng hàng gửi khách thì em cũng tiện đây sẽ quay video cho cô chú anh chị mình đánh số. Để cô chú anh chị mình ai có nhu cầu mình mua cây giống thì mình có thể liên hệ với em nhé. Qua số 0967439699 ạ. Đây trước mắt mọi người là cây nho thân gỗ nhá. Cái loại này nhà em là đang có quả này, đang có quả này, đang có hoa này. Đó, gốc từ 1 phân rưỡi đến 2 phân nhé mọi người. Gốc từ 1 phân rưỡi đến 2 phân. Các cái lô này thì làm vào mùa này thì lá liếc nó không được đẹp, nhưng mà nó vẫn đang có quả như mình nha, cho mình như thế này. Thì em đang bán là 350.000 một cây nhé cô chú anh chị mình nhé. 350.000 một cây. Nó chưa có bao gồm phí ship nhé mọi người. Đó, thì cây đang có quả như thế này. Đó, thì cây này cây số 1 nhé mọi người. Đó, em sẽ ra cho mọi người xem này. Cây số 1 này. Đó, cây số 1 nhé. Đây, tiếp theo này, cây này thì nó thoát thân tầm khoảng độ 30 phân. Là cây số 2 nhá. Cây số 2 đó, đều đang có quả hết. Cây số 2 đó, cây số 2 này. Và đây là cây số 3 này. Cây số 3 này đang chi chít quả luôn nhá mọi người. Đó, cây số 3 này. Cây số 3. Cây số 3. Cây số 4 này thoát thân khoảng 20 phân này. Đó, cây số 4 này, quả đây nhá, 20 phân. Cây số 4 này hơi thấp thấp này, tầm độ 1,5 mét nhá. Cây số 4. Cây số 5 này rất là to này, đang hoa quả này, quả đây nhá. Cây số 5. Đó, cây số 5 này. Cây số 5. Cây số 6 nhá. Cây nào cũng đang có quả hết nhá mọi người, đang đều đang có hoa có quả nữa. Cây số 6 này. Cây số 7 này quả tận gốc luôn nhá cô chú anh chị. Cây số 7 này, toàn là 350.000 nhá. Cây số 7. Đó, quay sơ sơ thế này cô chú anh chị mình nhá. Mình lấy cây nào mình chụp ảnh màn hình mình gửi qua Zalo cho em. Em tìm cây cho nó dễ nhá. Cái này không có đánh, em không có ghi tem ở đây để đánh số cho mình. Nên là em cứ quay sơ sơ vậy. Cô chú anh chị mình là ai lấy cây nào mình chụp ảnh màn hình đây. Xong rồi em sẽ đánh dấu, em sẽ gửi cho nhá. Trong cái khoảng thời gian này thì em tranh thủ em gửi cho cô chú anh chị mình chơi trước Tết nhá. Dạ, trước Tết nhá. Đây, còn đây là táo tàu này, táo tàu của em nhá. Đây là các cây chico này. Đó, chico đang lên mầm như này. Đó, chico là em bán 600 nhá. Chico bán 600 này. Maya này. Maya là 440.000 nhá. 440.000. Còn đây là cây. Cây này là cây tia pớt nhá. Tia pớt. Đó. Tia pớt rất rất đẹp luôn nhá. Đó, 450.000. 450.000 một cây nhá. Còn ở đây này. Hồng xiêm, hồng sô cô la không biết. Đã chín chưa? Chưa chín. Hồng sô cô la. Hồng sô cô la này sale lúc 1 triệu rưỡi nhá. 1 triệu rưỡi này có cây mơ này mọi người này. Cây mơ vàng nhá. Cây mơ vàng này. Trước là 450.000, giờ sale lốt 300 nhá, đang lên mầm đẹp lắm này. Sale lốt 300 cho cô chú anh chị mình này. Đó, 300.000 nhá. 300.000 cho cô chú anh chị mình. Còn đây, ở bên này là em có la vàng này. La vàng còn mấy cây nhá, em còn đôi này, 4 này. Ôi chết, cây này nó rụng hết lá rồi. Đang rụng lá chưa lên mầm, đôi này, 4 này. 6, 7, còn 7 cây. Em còn 7 cây la vàng. Ai lấy lốt 7 cây này thì em rẻ lốt cho 200.000 một cây nhá. 200.000 một cây la vàng nhá. 200.000 một cây. Còn đây là cây Việt quất này. Việt quất đã nuôi ủ, không có một tí thuốc nào hết nha mọi người. Quả liên tục luôn. Đây mình biết là nó từ quý là nó như vậy đó mọi người. Quả liên tục không hề nghỉ luôn nhá mọi người nhá. Quả liên tục không nghỉ một tị nào luôn. Ai lấy em sale lốt là 550 nhá. 550 một cây. Đó, còn có mấy cây thôi. Đôi 4 này, 6 cây, 7 cây. Còn có 7 cây nhá. Em sale lốt 550. Ai mà lấy tất, ai lấy tất là em để rẻ hơn nhá. Lấy tất là để em để rẻ hơn. Còn là các cây to này, các cây to sale 1 triệu lốt này. Quả liên tục luôn, quanh năm luôn nhá. Quả liên tục quanh năm luôn nhá cô chú anh chị mình nhá. Đó. Thì ở đây em sẽ quay tiếp cho mình cái lô táo tàu vậy. À đây còn một cây lê này. Còn một cây lê mật Hàn Quốc. Lê mật ở Hàn Quốc đang lên mầm như này nhá. Đang phun mầm này. Bình thường này em bán 1 triệu mốt ấy, sale lốt là 950 cho ai lấy nhá.
Sale lốt 9,5 ai lấy này. Sale lốt đi, sale hết luôn đi. À, còn ở đây là táo tàu này. Táo tàu ở đây hàng dâm ủ ngủ đông là em cập nhật cho cô chú anh chị mình này. Cành nhá. Đây là các cái cành này. Các cái cành ngày hôm nay hôm trước em vừa gửi hàng ấy thì em cắt ra một đoạn này. Thì ai lấy á thì em để cho mình là 50.000 một bó nhá. Cái này là chỉ để chiết để ghép thôi nhá mọi người nhá. Chỉ để ghép thôi chứ không dâm được cành đâu. Không dâm ủ được đâu nhá. Ở đây này. Maya này, Maya là ở đây hàng dâm ủ là em còn. Đây mọi người nhìn này. Maya nó khỏe đến mức mà. Trời ơi, mùa đông nó cũng ra hoa luôn nhá cô chú anh chị mình nhá. Đó, mình nhìn thấy không ạ? Maya nhá, Maya là em còn 6 cây. Là em để cho mình là 440.000. Nhưng bình thường là dâm ủ là em sẽ cộng cho em là 150 đấy. Bởi vì tỷ lệ chết nó có nhá cô chú anh chị mình nhá. Bởi tỷ lệ chết nó có mà nó cũng phải chăm bón cho nó nữa. Chứ cũng không phải tự dưng mà nó lên được nhá cô chú anh chị mình. Đó thì là bình thường em sẽ cộng thêm 150 nữa là tiền công vào bầu này. Rồi là dâm ủ, rồi thuốc phân bón các kiểu để cho cây nó lên. Thì ở đây hàng dâm ủ này thì em ở đây là dâm ủ cho khách sỉ. Nhưng mà khách sỉ chưa kịp lấy chắc sẽ phải đợi đợt sau thì em bán cho cô chú anh chị mình. Hiện giờ thì là Maya này đó, thì vì sao lý do vì sao mà nó giá nó vẫn cứ bằng cái giá mà lúc mà cây ngủ đông mới về nhá. Đó là mình nhờ ai mà có nhu cầu mình lấy thì mình lấy luôn cái lô này thì mình yên tâm. Còn nói về táo tàu thì ở vườn em, vườn Trang Yến ý, thì mọi người có thể tìm hiểu trên Dân Trí, báo Dân Trí là người ta cũng có viết về nhà vườn của em mấy lần rồi đó. Nhà em bán từ những các cái năm đầu tiên táo tàu du nhập về vào Việt Nam cơ. Đó thì từ những các cây to cây nhỏ nhà em đều có hết nhá. Thì đây em sẽ giới thiệu lại nhá. Là cây Maya nhà em chỉ còn 6 cây này, 6 cây Maya. Maya thì quả của nó dài như vậy này, quả dài như vậy này, quả rất là ngọt luôn, hạt nhỏ xíu luôn ý cô chú anh chị mình nhá. Quả này thì rất là ít trên thị trường, mình rất là ít người bán. Thì cô chú anh chị mình ai có nhu cầu mình lấy thì mình có thể liên hệ với em để lấy nhá. Là em bán đang 440.000 một cây. 440.000 một cây nhá mọi người. Chỉ còn 6 cây thôi nè. Chỉ còn 6 cây thôi nhá. Còn đây là cây. Đây là cây tia pớt. Cây tia pớt hay là vẫn còn gọi là táo tàu ấm trà đấy ạ. Em còn 4 cây nhá. Đúng không ạ? 4 cây hay là đúng rồi 5 cây. Tia pớt em còn 5 cây nhá mọi người. Đó, tia pớt cũng đang lên mầm này. Tia pớt là 450.000 một cây nhá mọi người nhá. Tia pớt là cái táo tàu ấm trà ấy ạ. Cái quả của nó rất là đẹp nhá. Quả của nó y như hình ấm trà luôn. Và nhiều cô chú anh chị mình cứ sợ là quả nó không ngon. Nhưng thực chất là tia pớt rất ngon nhá mọi người. Vỏ rất là mỏng luôn. Quả ăn giòn tan luôn chứ không bị cái giòn chắc chắc hay là bị xốp đâu. Quả rất là ngon ý, em thấy là thực chất là rất là ngon. Thực tế là nhà em đã trồng và đã có quả trải nghiệm rồi nhá. Hoặc là kể cả như là mọi người kéo lại video của những cái năm 2022 ấy, 21, 22 ấy, là nhà em rất là nhiều các cái tia pớt có quả nhá. Nhưng mà tia pớt có quả đợt đấy là hàng về nguyên bầu, cho nên là nó rơi vào tầm 1 triệu, hơn 1 triệu một cây cơ. Đó, giá của nó rất là cao. Nên là cô chú anh chị mình ai có nhu cầu mình lấy cái hàng này thì nó sẽ rẻ được hơn rất là nhiều, chỉ có 450.000 thôi nhá. 450.000 thôi. Còn đây là cây táo tàu răng ngựa này. Đó mọi người nhìn này. Đó, răng ngựa này nó là giống như kiểu một dạng nhánh của cây GA866 ấy mọi người nhá. Như GA866 thì cái quả của nó sẽ bị hơi bị cứng này, vỏ hơi bị cứng, ăn nó hơi bị xít, hơi bị cái vỏ của nó hơi vào cổ, hơi ngứa ngứa cổ ấy ạ. Và nó thưa quả. Thì hiện giờ nhà em đang có cái thằng táo tàu răng ngựa nó thay thế, nó gần như là thay thế cho GA866. Nhưng mà nếu ai muốn lấy GA866 nhà em vẫn có nhá. Đó thì thằng này quả rất là sai này. Thứ nhất là nó hơn là quả sai, rất sai quả luôn này. Và sai quả này. Và không cần thụ phần chéo này. Không thụ phần chéo này. Và thứ ba nữa là quả ăn rất là ngon luôn. Đó, thích hợp thời tiết Việt Nam mình cực kỳ luôn nhá cô chú anh chị mình nhá. Đó, táo tàu răng ngựa nó là một cái táo tàu khá là quý đấy. Cá khóa khá là quý hiếm đấy cô chú anh chị mình nhá. Ít thôi, thị trường ít thôi chứ không có nhiều đâu. Hiện giờ là em chỉ còn lại đôi 4 này, 6 này, 8 này, 10. Còn 10 cái táo tàu răng ngựa nhá mọi người. Còn 10 cây táo tàu răng ngựa. Táo tàu răng ngựa cũng đang lên mầm và có hoa luôn. Đó thì chứng tỏ là cái cây nhà em nó rất là khỏe mạnh nhá mọi người nhá. Cây nhà em rất là khỏe mạnh luôn. Đó thì là táo tàu răng ngựa. Còn đây là ở trong này cây Tiger Tooth này. Đây để em nhắc cái cây Tiger Tooth ra cô chú anh chị mình xem. Đây 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 nhá. Nó là cây Tiger Tooth này.
Lôi nó ra đây. Trời ơi. Đây, tiger thút đây. Tiger thút là cây nó to, cực kỳ to luôn mọi người nhá. Đó này. Tiger thút cây cực kỳ to đang lên mầm này. Mầm của nó có cây thì muộn, có cây thì sớm này. Tiger thút thì đặc biệt của nó là nó rất nhiều gai. Đó, cái cây của em to như này, gốc của nó phải đến phân mấy hai phân như này. Đó thì em chỉ có bán cho và mình là 500 nghìn thôi. Cây rất là to đẹp như này. Này mọi người nhìn, mầm lên. Ui, đây là cái cỏ. Đó, đó rễ của nó này. Đây mọi người nhìn này. Đó, rễ trắng tinh. Ra rễ trắng tinh luôn nhá cô chú anh chị mình nhá. Là 500 nghìn một cây. 500 nghìn một cây nhá. Cái cây Tiger Thoot này nhà em chỉ còn 5 cây thôi nhá. Tiger Thoot chỉ còn 5 cây thôi ạ. Tiger Thoot chỉ còn 5 cây thôi. Đó, cô chú anh chị mình tranh thủ mua nhá. Còn ở đây là còn Si Hông là còn 2 cây. Si Hông là còn 2 cây là 600 nghìn một cây nhá. Rồi là cây rồi là cây cây Pupper là cây táo ớt là còn 1 cây. Đó, hiện giờ là chỉ còn như vậy thôi nhá cô chú anh chị mình nhá. Ai có nhu cầu mình mua táo tàu ngủ đông thì mình tranh thủ mình mua cái lô này. Mình vừa trồng này, trồng cái này là tầm độ 1 2 tháng là cây nó bật chồi lên khỏe, là bắt đầu nó mở ra dễ khỏe ấy, là nó có thể đậu quả luôn cho mình. Cái tầm này là tầm rất là ok để trồng táo tàu luôn cô chú anh chị mình nhá. Ai có nhu cầu mình mua thì mình có thể liên hệ với em để mua cây. Rồi em xin phép kết thúc video nhé. Chúc cô chú anh chị mình xem kênh vui vẻ. Ai có nhu cầu mua thì mình gọi cho nhà em nhé. Nhà em chuyên về các cây nhập khẩu, đặc biệt là cây táo tàu nhé cô chú anh chị mình nhé.